Rồi tôi xem được stream rồi nhé. Từ từ nhé, Có lag không? ổn, để tôi khóa cái room này lại đã. Khóa Ok tạm cái room này lại. Ok. Rồi hiện tại là ông chơi game được bao lâu rồi nhỉ? tôi chơi được hơn 2 tuần, chắc Chơi được được 15-16 ngày. 15 16 ngày á. Đúng rồi, Trước đấy ông đã chơi Hearthstone rồi đúng không? đúng rồi, hồi đó Trước tôi đấy chơi đã được chơi Hearthstone rồi thì về cơ bản là cái nền của cái game ông cũng đã có rồi ấy, chứ không không phải là hẳn chơi hẳn từ đầu. Thì hôm nay tôi cũng đã từng chơi Hearthstone rồi. Nhưng mà tôi chơi Hearthstone là hồi đợt đợt tôi chơi LoL nhiều, tôi chán thì tôi nghỉ, tôi qua Hearthstone tôi chơi vài hôm thôi, lên lên dần thôi, tôi bước đấy thôi, tôi không có hạt. Nhưng mà tôi cũng hiểu sơ sơ được cái cơ chế của Hearthstone. Thì nôm na thì cái cách chơi của Hearthstone và của LoL nó không khác nhau quá nhiều. Nó chỉ khác cái là khi mà ông xài spell hay là khi mà ông dùng card ở bên LoL ấy, thì ông sẽ có một cái nhịp để phản ứng ngược lại đối phương, ông hiểu không? Thì ông sẽ có một cái nhịp ông phải ứng lại như vậy thì nó làm nên sự khác biệt của cái con game này. Đúng rồi không? Hiện tại ông cho tôi xem thử là ông chưa chơi mà nhận răng nào Có không? Tối qua lúc nói chuyện ông xong tôi có chơi mấy trận đó. hết đúng không? Ok, thế ông sau khi ông chơi răng thì ông thấy như thế nào, nó dễ không hay là Chưa có vấn đề gì không? chưa biết nữa ông, tại chơi thì thấy cũng dễ, tại Đúng rồi, tôi ở ngoài tại á, vì tôi yeah, cầm răng họ đó, họ chưa có bài. Ok, thế thì tôi mường tượng được ha. Để tôi tạo sẽ đọc cái này À, cả. chơi mấy hôm thấy ghiền quá, 90 cốt luôn. Rồi thì đầu tiên là như như tôi nó có nói chuyện với ông ấy thì ông bảo là ông cũng đang muốn hướng đến một cái mức răng cao một tí. Thì hiện tại răng trong đây cao nhất đang là Master. Thật ra tôi thấy răng Master lên cũng dễ, tức là nếu nó bọn tôi hay có hay truyền miệng nhau một cái, bọn tôi có một cái công thức ấy, là chỉ cần áp vào thôi ai cũng thể lên Master được đấy. Thì Cái Master gì không? Ad chỉ ad vào. tức là nếu mà để giúp ông lên Master thì nó rất là dễ, tôi chỉ việc chỉ ông đánh mấy móc một đáy xong rồi ông cầm đáy đáy vào ông đánh thì chắc chắn ông sẽ lên Master. Nhưng mà trong game này ấy, nó có một cái nữa là cái seasonal, thì nó là một cái khá là hay, đó là giải đấu trong game ấy thì bất kỳ ai cũng được đăng ký tham gia chứ nó không giới hạn gì cả, thì nó là một cái khá là hay. Nên là khi mà tôi code cho ai đấy ấy, thì tôi sẽ hướng về việc giúp họ cải thiện cái tư duy để sau này ví dụ như họ muốn thì họ vẫn ấy được, hay là ví dụ khi mà cái công thức kia nó hết xài được rồi thì họ vẫn có thể lên master được á. Rồi. Rồi, hôm qua ông bảo về những cái hôm qua ông có bảo về những cái kiểu những cái thuật ngữ ông chưa thực sự hiểu ấy, thì ông đã có thể hiểu được những thuật ngữ nào trong cái kẹt game nói chung đi, kẹt game nói chung đi. Game nói chung thì Yes. tôi hiểu mulligan nè, lethal nè, Đi thôi. rồi misplay nè, rồi chắc là lát nữa ông nói thì tôi sẽ hiểu, giờ tôi không nhớ ra. Ok nhá, thì thật ra thuật ngữ thì nhiều, bây giờ kêu tôi ngồi nói từng cái thật ra nó sẽ hơi lâu, đó là đầu tiên trong game này nó cũng chỉ nó, nói chung là nó cũng chỉ loanh quanh mấy cái gây ảnh thôi. Ví dụ như là cái archetype deck này sẽ chia thành 3 loại đúng không, là aggro, mid range và control này, Đúng rồi. xong rồi combo, trong đây thì có cả deck combo nữa. Tôi không nhớ là bên control cậu bên Hearthstone có deck combo không, tại hồi đấy tôi không chơi đến đấy. Hồi đấy tôi ban rock, tôi cứ nghịch nghịch tôi nghỉ nên là tôi không có chơi nhiều lắm đấy. Còn về trong đây thì nó sẽ có hai thuật ngữ quan trọng mà ông phải nhớ là value và tempo, ok Hai tuần nữa đó tôi cũng biết, tôi biết. hai cái quan trọng của lo là value và tempo. Con lo này nó ở cái tầm mà tôi chơi ấy, cái này rất quan trọng. Thật ra ở hiện tại thì tempo nó sẽ quan trọng hơn value một tí, tại vì những cái card draw ở trong lo nó đang bị mạnh quá so với lại mặt bằng chung ấy. Tại vì tức là
ông chiếm tempo thì khó, nhưng mà để ông bù lại cái lượng value ông bỏ ra để ông chiếm tempo ấy, thì nó lại rất là dễ, tại vì ông có rất nhiều raw card. Đấy, ông được được không? Ok. Được không? Đấy, thì nôm na là thế, nôm na là những cái thuật ngữ là thế. Còn hiện tại thì nếu mà ở cái mức răng mới chơi như ông hiện tại thì ông sẽ không cần phải tìm hiểu gì cả. Ông chỉ cần tìm hiểu đúng một cái là những cái meta deck hiện tại nó vận hành như thế nào. Và ông chỉ cần vận hành đúng được cái meta deck đấy là ông sẽ lên răng. Thật ra thì kể cả lên răng cao một tí nó cũng thế thôi. Tôi thấy nó không khó. Tức là mình nếu mà mình chơi vì kiểu lên răng là được ấy, thì có thể gọi là spam những cái deck nó không não một tí đấy là sẽ lên răng, bởi vì trong đây nó cũng có một vài deck nó hơi khỏe, nó hơi mất cân bằng một tí do là chưa có back note đấy. Thì nếu mà thực sự muốn chơi chỉ vì lên răng ấy thì có thể spam những deck đấy cũng được. À, hiện tại ông deck của ông đã có gì rồi nhỉ? Ủa, có à đấy, có Kai'Sa này. Kai'Sa có ông nạp tiền ông mua cạc á, trong căng ấy. Tôi nạp mua cái bass à. À ôi tôi tưởng ông nào ông mua từng lá này. Thì căng quá, từ từ đây. Tôi gửi đất cho nhé. Ok. Tại vì ông hiện tại ông cũng chưa mường tượng được game như thế nào, nên là tôi sẽ ngồi tôi chỉ ông một hai nhận đầu. Sau đấy tôi sẽ để ông tự chơi và tôi chỉnh dần dần. Tại vì đấy như tôi nói thì ông cũng chỉ mới chơi game thôi. Thì không. Được, đây để tôi gửi đất cho. Đang điền cách xa. Tôi gửi bên Facebook nhé. Ok. Rồi thì mà ông mua mấy cái thì thật ra thì nếu mà ông có nghịch qua đấy cây xa rồi thì ông cũng mừng tượng được cách nó hoạt động đúng không? Nó cũng đơn giản mà, nó cũng không có gì. Thiếu ba con, hai con, thiếu hai con. Thật ra mấy cái kẹt xanh lá này nhiều lắm, ông cứ mua thoải mái, không sao, không lo hết đâu. Chỉ sợ thiếu kẹt tím với lại kẹt vàng thôi, chứ kẹt xanh lá với lại kẹt xanh dương này nhiều. Ok. Rồi đây, thì tôi sẽ giới thiệu sơ cho ông về cái deck này á. Thì thật ra ông đã chơi rồi mà đúng không? Thì deck này cơ bản là... deck này cơ bản là ông sẽ kích cái invoke nhanh nhất có thể. Sau đấy ông rớt con Kai'Sa ra, ông cho con Kai'Sa keyword không, rồi sau đấy con Kai'Sa nó sẽ gắn. Và ông sẽ có những cái backup như là Rhyme of Negai này, hay là ông có cái đồng hồ để ông backup, ông cứu con Kai'Sa để con Kai'Sa không chết. Dễ hiểu rồi đúng không? Đúng rồi. Thì deck này là deck lag nhất meta hiện tại đó. Bản sau chắc chắn sẽ bị nớp. Bản sau thì chắc khoảng 50 ngày nữa thì mình sẽ có back rot ha, thì chắc chắn cái deck này sẽ bị nớp. Nên là nếu ông muốn lên răng một cách nó hơi đơn giản, mà bọn tôi hay bảo là kiểu bán linh hồn cho quỷ dữ á, thì ông có thể spam deck này. Thì thật ra thì deck này trình ông tầm bạch kim là ông đánh lên cao thủ thoải mái, nó dễ lắm. Đấy. Rồi ông vào đánh đi. Chắc là thật ra thì tôi cũng không cần phải chỉ ông nhiều đâu, deck này cũng dễ chơi. Không, đây là collection. Thì deck này nó cũng dễ chơi nên là tôi sẽ để ông tự đánh là chính thôi. Nếu mà ông có gì không hiểu thì tôi có thể chỉ ông dần. Ông này newbie mà, ông này mới chơi có vài hôm mà. Ông này newbie hẳn luôn ấy. Ông này là cái ông mà hôm qua lên bảo là code có phí ấy.
Nhưng mà tôi có mấy ngày đầu thì để coi, tôi không có lấy tiền, để cho ổng coi, ổng thấy ok thì ổng ấy tiếp. Ông chơi ở server nào Tôi chơi anh đây. ông chơi này? Cái này thì nó sẽ có khó hơn ngày bánh một tí, cái này thì sẽ khó hơn ngày bánh một tí, tại cái không khó khoái ông đã biết hết những con tướng trong đây nó làm gì chứ, kiểu ông thuộc hết cả trong đấy, Hai con này tôi biết chứ thuộc hết thì chưa. thuộc hết thì Viego, chưa. Yellow thì tôi biết. Ok. Tại con 6. Thật ra nếu là tôi bỏ con 2 luôn, tại con 2 được có một chú gớt rồi. Tôi không thích giữ con đấy lắm. Kiểu kiểu con đấy tôi chỉ giữ khi mà tôi có kéo ấy thì nó sẽ synergy. Nó sẽ synergy được với con kéo. Ông coi coi ông tắt cái enable bot chưa? Enable cái auto bot ấy, ông check xem Tôi tắt ông rồi, tắt cái à, tôi tắt tắt rồi đúng tắt tắt cái Autobot rồi. không? Ok. Rồi. Số 1 hả? Nhớ. Ông sẽ không muốn đỡ con này nhé, ông sẽ không đỡ con này. Tại vì ông sẽ muốn, tức là tại vì con này hai keyword này. Không ta sau ông xuống con barrier là ba keyword đúng không? Thì sau khi ông xuống barrier ấy, ông có thể dùng lá không này vào cái con 1-1 để ông lấy con Kai'Sa nữa. Thì nó sẽ là ấy. Đấy thì ông sẽ phải ăn đam ở đây. Ok. Đồng hồ ngon phết nè. Nhiều bao giờ của Dạ con. dạ dạ bây giờ vào con đấy. Bạn. Bây giờ ông đấm chứ không phải xong rồi ông dùng cái khâu ông giết luôn cũng được. Ôi. Nó đầu phết, nếu mà nó có con lâu y vào tới sau thì mày phết. Rồi, ông xài là không ông giết con 1-1 đi. À đấm đấm trước đi đã, đấm trước đi đã. Không Yes. không đóng vào 21 đúng không? Không không đóng 21. Sẽ là 4 keyword rồi. Ok. Và ông giết con 1-1 đi, ông dùng Giết lá yes. Đẹp nhất tơ sau mình sẽ tốt đấy được lá một mana, mình mà tốt đấy được lá một mana thì mình sẽ dễ đánh. Hoặc là mình top deck được cái spell không cái sao cũng được. Và ông đánh cái này ông phải à ngon này. Ông đánh cái deck này thì ông sẽ phải đếm keyword liên tục ấy. Rồi ông đúng xuống rồi. con 4 này, ông xuống con 4 này. Yes. Ở từ từ. 1 2 3 4 5 6 đủ rồi. Còn con 21 ông đếm cái con 88. Tắm tắm. Yes. Rồi. Này này còn đếm không? Nó có overwhelm hay Tôi là đang từ từ để không 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 đếm được, quên mất. Ông mà đếm ở đây tôi sợ ông sẽ không có cái để ông ấy. Nên là thôi không cần đếm đâu. Anh chính đam rồi. Nếu ăn thêm 5 đam không phải vấn đề, tại tao sau sẽ xuống con cái xa. Con 8 có tao thấy thằng túm mượn NA nó cắt rồi, tại vì nặng quá. Nên là anh đang cho ông này thử nghiệm xem ổn không. Up allow luôn mà. Rồi, ông xuống con cái xa ở đây thôi đúng không? Sao Yes, xuống coi xa. sao chưa lên cấp được. Không lên cấp rồi, ông xài spell Kai'Sa nữa là có spell xin nữa là lên cấp. Đây, Quên con này quyết attack nữa. quên mất cái spell. Đúng rồi.
Rồi ông xài cái 3 mana đi. Thôi ông xài cái không luôn. À, xài có 4-4 đúng không? Yes, xài ông 4-4. Rồi ông xài cái không luôn. Hơi khó một tí, tại tay nó thủ đẹp quá. Tay nó thủ hơi vẽ. Yes, đúng rồi, đúng rồi. À, hai từ từ nhá, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ừ, con hết được, con hết được. À, ông, ừ, ông con hết được, ông con bảo ông 6-6 luôn cho tôi. Tại vì con 6-6 này nếu mà đối thủ muốn đép ấy, thì đối thủ sẽ phải đép con 8-6 vào. Còn nếu mà đối thủ đép con Yla vào ấy, thì cái nội tại của con Kai'Sa sẽ bắn một máu nữa, thì con Yla sẽ chết. Nên là tên này mình sẽ được đóng đam. Sau khi thua. Tôi chắc là đâu thua. Còn sau nó ngọn hơn mà. Thật ra nếu mà mình top deck được các lúng thì không thua. Oh no. À thua. Khó tay. Tay đối thủ đẹp quá, tay đối thủ đẹp quá. Chịu. Xuống con khiên nè, xuống con khiên ai nè. 2-1 á. Ờ, xuống con đấy. Bước khiên rồi. Sáu, 12 lận hả? Không, con bạch tuộc tới 12 đam lận, không đỡ được thôi. Ui là còn cái này nữa. Cái deck Eloy này mà bài vẽ tí cũng khó đánh. Ừ, có deck này mà tôi không thích lắm, cảm thấy không thích lắm. Giờ yeah, deck này khó đánh phết. Ờ, à, đồ hai nơi. Để demo dẫn đầu, Xui ơi. Xui. Không xui, đối thủ đỏ thì đúng rồi. Tay đối thủ vẻ quá. Tại mấy cái deck kiểu này đó, như tôi nói này, nó không não á, nó dễ chơi. Kiểu bài lên đẹp mà không biết xử lý một tí thì là thắng à. Cái deck này nó bị nhạt. Tôi thì leo rank thì tôi ít đọc động, mà mấy deck kiểu này thì tôi đánh giải này nọ nữa. Tôi deck nào mà tôi sẽ không chơi giải thì tôi sẽ không tập. Chứ ông thường chơi deck gì? Thật ra tôi nghịch đủ thứ, kiểu deck gì tôi cũng chơi. Tôi không có một loại deck nhất định, nhưng mà tôi thích chơi control hơn. Control combo ấy chứ, mấy deck mà làm kỹ năng. Tay này giữ hết được đấy, tay này không? Yeah, tay này giữ hết. Cái con Void Link này ông để ý nhá. Ông tiến để keyword của nó. Dạ, ông sẽ phải để keyword. Ông đòi ông coi nó keyword gì. Thốt nhá. Thốt lấy được cái này này, tôi chỉ ông đếm keyword này. Hai cái con Sơ-sa Hắc Linh là 2 đúng không? Sơ-sa Hắc Linh là 2. Con này là tốt là 3 này, con Green Fan là 5 này là đủ rồi đúng không? Là đủ 5 mình lại xuống Kai'Sa nữa là đủ. Thì bây giờ ông xuống con Void Link luôn, tại vì con Void Link nó đang có keyword đẹp rồi. Ừ, đúng không? Rồi đấm thôi, một máu. Tôi thấy cái lớp này nó phế phế là sao? Mục đích là để đủ keyword thôi hả? Đúng rồi, mục đích là để chạy cái keyword cho con này vô. Nè, đủ đấy ông đủ, à ông xuống một á, ừ. Sao con hai ông xuống vậy? Giữ spell siêu hả? Ờ, không phải là tại vì tôi thích xuống con một hơn, tại vì ông xuống con một ấy, không là sao ông xuống con ba thì nó sẽ ấy hơn tí. Với lại nếu ông xuống con một thì ông sẽ xuống được 2-1. Ông không cần deal đam, ông hiểu không? Ông không cần deal quá nhiều đam. Ông cần ấy hơn. Không, đừng xuống con một nhé, đừng xuống con một. Mình sẽ muốn banh mana để mình ép đối thủ phải play round. Ông không giết được đúng không? Không giết, đối thủ coi ấy thì chưa giết được.
Chứ sao? Rồi ông xuống con 3 ở đây nè. Ông xuống con 3 ở đây nè. Mình để cho đối thủ phải play around. Nhưng mà có play around không thì hên xui. Em nào. Ông dùng là không, ông dùng để từ từ tôi đang nghĩ. Thôi đấm trước đi đã, cứ đấm trước đi đã. Về phía luôn à. Ok. Rồi, bây giờ ông dùng cái giết con mồm mờ luôn đi. Giết con xếp sai. Đúng rồi, con 1-1. Cái con không có tốt ấy. Dịch. Rồi, tao ra sau ông xuống con 4 nha. Rồi, ông 3 đi. Thật ra tôi thích xuống con 2 hơn so với con 4. Tại vì kiểu mình mà xuống con cái xa mà không có backup ấy thì sẽ chết. Thì mình sẽ bị chết con cái xa này ấy. Thì nếu mà ông xuống con 2 ở đây. Đây ông xuống con 2 thì ông xuống con 2 thì tôi chỉ cho. À ông xuống con 1 trước xuống con. Ừ sẽ xuống con 1 trước để nép quên mất. Thôi không sao không sao không sao. Như này đã hủng không công rồi. Ông không, ông ăn đam ở đây nhá. Ăn đam ở đây nhá. Ăn đam đây rồi. Cái không không kệ kệ kệ. Ăn muốn đam đi, ăn muốn đam đi. Cái con cái sai. Cái second skin của con cái sai. Khi nó bức keyword là nó bức keyword cho tất cả các con cái sao ở trong deck, ông hiểu không? Ông mượn tượng được không? Thì đúng rồi, đúng rồi. Thì bây giờ ví dụ ông, tại sao tôi kêu ông xuống con này thay vì con 44 là tại vì nếu mà ông xuống con cái sao ở đây này, ông mà xuống con cái sao ở đây nhá, xong sau đấy ông chết con cái sao đi chẳng hạn, thì ông có thể xài cái skin vào con này để ông lấy spell seal để cái con cái sao thứ hai của ông ấy nó sẽ an toàn hơn một tí. Hiểu không? Với lại ông xuống con này á, thì ông sẽ thừa ra được 3 mana để ông xài cái đồ hộp cát. Ok chưa? Rồi, rồi. Bắt đi, bắt đi. Lỡ không xuống con 1 rồi thôi, lỡ không xuống rồi thì không xuống luôn. Ơ, ngon này. Rồi, ông xuống con 5 con ai xa đi, xuống ai xa đi. Đó hữu có ven nữa, hữu ném ven rồi. Nhưng mà đẳng thấp nghĩ lâu cái này thường không có. Ấy, ngon này. Rồi. Khoan nha. Từ từ. Từ bây giờ ông dùng cái lá không mana không cần cần không nhỉ? Tôi đang nghĩ từ từ 1 2 à. 1 kiểu 2 3. Tôi đang muốn ro con cái xa ở đây ấy, tôi đang muốn ro cái xa ở đây để búp overwhelm mấy thứ cho bọn này. Để tôi tính thử đã. 4. Không cần là ông lấy con spell seal đi. Ok. Yeah, lấy spell seal đây đi. Nó hơi đau đầu một tí là con Virgo ở tên này lên cấp sẽ hơi lẹ. Ông công ở ông 53 luôn, ông công ở ông 53 luôn. Con này giữ đúng không? Thôi giữ con đấy ở dưới, tại con đấy con Virgo block được. À thôi công luôn cũng được. Quên mất, công luôn cũng được. Cho con Virgo block vào đấy thì tên sau mình đấm nó sẽ chết. Ông biết tính đam của con cái xa này chưa nhỉ? Từ nó trừ máu theo keyword không? Ở đây tôi chỉ cho ông tính nha. Con Kai'Sa này á, nó sẽ lấy số lượng keyword, mỗi keyword đưa một đam. Và nó sẽ ưu tiên con thấp máu nhất. Tức là nó sẽ đưa 1-1-1-1-1-1. Xong rồi nó xoay vòng lại, ông hiểu không? Ông mượn được không? Tức là đây, dạ, cho dễ hiểu nhá. Ví dụ con Kai'Sa ở đây có 5 keyword chẳng hạn.
thì nó sẽ bắn vào con 31 trước, bắn vào con 41, bắn vào Viego và bắn vào nhà chính. Sau đấy rồi. nó sẽ vòng lại, sau đấy nó sẽ làm nó phải vòng ngược lại thì nó sẽ bắn vào Viego tại vì hai con 31 41 nó chết. Đấy, hiểu hiểu chưa? Nhưng mà con này chỉ có 3 thôi thì nó sẽ bắn hai con quân này với con Viego. Đấy. Ủa, cái Evo cũng tính là một keyword hả? Evo cũng tính là một keyword. Nó tính là keyword để gây đam, nhưng nó không tính là keyword để ấy. Nó hơi hãm một tí. Rồi, ông xuống còn 44 thôi. Xuống còn 4 mana 66, cái con vừa quên. Rồi, ông xuống con đấy đi. Yes. Khoan từ nhá. 3 start rồi. 11, 11. À, chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ. Rồi, ông xuống chưa đủ luôn ta. Ừ, chưa đủ. Ông xuống con 1, ông xuống 1 mana sơ xa link. Ừ. Bây giờ lại xuống con một không? Thì phải xuống 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 để giết, xuống để giết, xuống để giết. À, rồi rồi, hiểu, từ từ nhé. Tôi lại đang muốn giết con 33 hơn, tôi đang muốn giết con 33 có toss, mình sẽ được nhiều hơn một ấy. À thôi, cứ giết con 1-1 đi. Cứ giết con 1-1 sao đi. giết con này không? Tại vì nếu mà ông giết con 33 ấy thì ông có thể búp cái overwhelm và cái khiên phép vào chỗ con đấy. Thì con đấy sẽ được tận 4 keyword lận, nó sẽ ẹt thẳng vào thêm được 3 keyword nữa là cái Ikathian nó sẽ deal nhiều đam hơn. Nhưng mà à đó, mình phá mana được mà nhờ. Không, mình đập mana luôn cũng được. Ok, Đập mana luôn hả? đập mana luôn. Kệ nó, hai con này chưa level up đâu. Ở đúng không ta, từ từ up check con Virgo, tôi sẽ bỏ sách đấy. Ôi 11 thì mới 19 nè, không sao. 50, Cái gì? 11 với 8, 19, alo. Rồi. Con này nữa. Không, con này đã chết đâu. Tên sau nó mới chết mà, tên sau thì để tên sau tính. Ông xài lá không này, ông xài lá không này. Rồi. Đập mana luôn. Nhưng mà đã chết. Nhưng mà là gì? Xe đúng Ơi này này, ông quyết sen con 41 ấy, ông quyết sen con 41, ông quyết sen con 41 rồi ông đép vào. Quyết sen trừ 4 á nha, trừ 4 nha. Rồi 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 rồi. Rồi. Có chừng nhầm. Rồi ừ. Rồi ông đép con nào vào ông được. Từ từ á, hình như tên này mình đánh sai rồi thì phải, mình phải đép thêm con 1-1 vào nữa. Phải đép con 1-1 vào. Rồi ok đi. Chắc là nó không quá cho gì đâu. Cái con 1-1 mình lát nữa mình đâu búp được. À không, nhưng mà nó không đép vào một hồi nó xài cái bảo tàng ngoài nhà là thua. Quên đấy. Rồi ông cứ ông xài và ông búp vào con 1-1 đấy. Tôi xài cái super chat vô con này xong rồi xin skin đúng không? Đúng. Rồi xài nó không đi. Lên Đó, không hết đó, không hết ở đây. hết đúng Nó có quả chỗ ở đây đâu đậu phết.
Tôi quên mất tại mà quả Viego này tôi ít gặp. Ôi mẹ y chang. Đẹp. Và ông đánh nhanh quá tôi không kịp nhắc. Ok. Tôi không kịp nhắc là có ách chưa? Cái này tôi chưa biết cái chiêu số 7 này giờ. Dạ dạ. Thật ra deck tại deck Viego này ít gặp quá. Deck Viego Beta này ít gặp quá. Thôi lại nháp game nữa. Có gì đâu. Cỡ nháp game nữa. Để phải cho mình hòa. Răng này đâu có rớt được đâu. Không sao. Đúng rồi. Răng này không rớt được. Thật ra. Ông mượn tượng được cách hoạt động của đánh này rồi đúng không? Nó dễ chơi mà. Nhưng mà đánh để mấy cái nhỏ nhỏ tí thì tại tôi đánh đất này ít. Tôi hồi đợt tôi leo lên master bằng đất này xong rồi tôi vứt luôn, tôi trả động bao giờ nữa nên chịu. Ra này khắc nghiệt quá. Ra này khó chơi quá. Ác rô nữa này mà không. Tôi khá muốn giữ Last Ranger Resort ấy, tôi khá muốn giữ Last Ranger. À thôi, chắc thật ra cũng không cần. Kiểu ông có thể giữ lá này để ông counter ông mà ép ấy. Thôi khỏi giữ đi. Khỏi giữ cũng được, giữ cũng được. Con 4 thì giữ hay không tùy ông, nhưng mà đối thủ có vẻ là đã nắc rô. Thì tôi sẽ muốn kiếm mấy con một rớp hai rớp nhiều hơn một tí. Đó, đẹp đó. Một hai ba bốn năm mỗi hướng một. Dạ xuống đại đào đẹp luôn nhé. Đối thủ đã nắc rô ấy thì ông chỉ cần giữ máu là được, ông cố gắng giữ máu càng nhiều càng tốt. Ok. Ngon này. Đúng rồi, xuống ở đây luôn. Bắt ở đây đi. Khỏi công không? Dạ yeah, khỏi công. Khỏi công để tao sau thời bên đi. Tôi nghĩ đối thủ không, nó công luôn thì phải đẹp rồi. Ơ rồi rồi, outside barrier ở đây đi, outside barrier ở đây là ông làm bố rồi. Đấy, lý do hồi nãy tôi muốn giữ là cái lá muộn anh ra tại bây giờ nếu mà nó công cả con 2-2-1 lên ấy, thì đẹp hơi khó. Đấy, thôi kệ rồi, đẹp thôi, đẹp bỏ con ấy. Áo một đam thoải mái. Rồi xuống là 4 nữa. Tới sau suốt ngày xa là thắng. Nó muốn xài lá này để ấy thì ông sẽ không, mình sẽ không công nữa. À, nếu nó không xài mình cũng sẽ không công. Không công đúng không? Ừ. Rồi, rồi bây giờ ông kéo cái, ông lấy cái ô vừa quen, ông kéo cái thùng vậy thôi, ông lấy cái ô vừa quen, ông kéo cái thùng. Đấy, cái thùng, ông biết cái vulnerable này mà đúng không? Biết rồi, biết cái thùng. Được. Nó rằng sắc nợ hà, khắc nghiệt quá. Bấy nè.
Battle hả? Răng 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 sắt NA đánh giá là hơi khắc nghiệt đấy. Đối thủ mà đấu thêm thì mình khỏe, đối thủ mà đấu thêm thì mình thắng luôn. Còn nó công luôn thì hơi đau đầu. À thế này cũng bình thường. Ông đếm 21 á. Ông 44 đếm 21. À 22 đếm 22 luôn, đếm 22, đếm 22. Ừ, yeah. Rồi rồi rồi. Yeah, 10 điểm. Ok. Rồi 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 rồi. Rồi, rồi. Được không? Bỏ làm gì bỏ làm gì kệ, ăn thêm tí đam cũng mất gì đó. 31 ý là 31 để ở đây hả? Khoan từ từ, 14 máu à, 14 máu. 14 máu đó, hưởng 4 cái không chết được. Ừ. Ok, ok, ok. Chuẩn chuẩn rồi. Là thấy con 11 không còn kêu quất á, cho nên tôi tính để nó đép luôn. Dạ. Yeah. Mà không đép hả? Không, tại vì ông mà xuống con cái sai thì con cái sai này con nó sẽ to lên á. Nó sẽ làm cho mấy con này, nó sẽ kích evolve cho mấy con này á, thì nó sẽ to lên nữa. Thì mình giữ vậy nó áp lực hơn. Rồi xuống cái sai á, xuống luôn. Ông này ông mới chơi game nên là mấy trận đầu làm mấy deck á, tôi phải ngồi tôi chỉ, nếu không thì người ta sẽ không biết chơi. Mà hả, với tôi không thích ngồi chỉ từng nước như thế này, nhưng mà nếu mà tôi không chỉ như thế này người ta sẽ không có idea về việc sao phải chơi như thế nào á. Tôi chứ không có cái spell để giết được cái xa đâu ha. Razor, thật ra Razor này nói chung muốn giết một cái xa khó lắm. Dạ, cãi nó. Cho giết. Thật ra không kệ, mình cũng không làm gì. bảo kệ em vui mồm. Hình như là không kệ cũng chả làm gì. Đánh thêm đánh này vài game nữa đi, tôi sẽ chỉ cho ông đánh Timo Control, khỏe lắm. Timo Control mạnh lắm, tí chỉ cho. Ok đấy, lên 4 lên 4 chắc chắn rồi, ông ốc làm gì còn ông làm gì có con khác để lên đâu. Lên đi. Không biết hay là mình công luôn. Hết công luôn làm gì? Không không phải công. Nó đánh cái gì nhỉ? Nó đánh MF gì? MF chưa Cedric. Ôi thì MF lên đó thì thôi kệ đó. Tôi tưởng MF TF thì ngon, may ra phải nghĩ MF thì nó thì thôi. Thật ra ông không cần có BVS siêu đâu. Ông không cần có BVS siêu đâu. Nhưng nó không đi. Dạ, nó không lấy overwhelm là được. Mình có challenge hay bỏ đúng không? Không, đấm chứ đi đã, challenge đấy, challenge sau, tự nhiên challenge gì. Ông có hiểu cái cơ chế của cái catalyst nhớ nhỉ? Hiểu không? Mình challenge nó thôi. Đơn giản là mình không, thôi. Không, nhưng mà nếu ấy, mà ông có, ông là overwhelm ấy, hay là như con cái sai chẳng hạn, ông xài cái đấy, ông sẽ được kích thêm một cái lần combo thật Ikathia nữa. Hay là ông mà scout đúng không? Ông scout mà ông xài đá này ấy, thì ông sẽ được một cái token attack và ông có thể tấn công tiếp. Đấy, chữ kiểu này. Đấy, ông mời tên sau ông có thể kiểu Catalyst là thắng. Mà chúng ta trông có vẻ là sẽ có trận thắng đầu tiên rồi đấy. Có vẻ là chúng ta sẽ có trận thắng đầu tiên. Ok lắm. Nó không cần làm gì thêm. Mình quyết xem luôn có được lý thổ không đó. Không. Sao lý thổ được không? Quyết xem trừ đam mà có phải trừ máu đâu mà lý thổ. Nhưng mình có overwhelm. Thì liên quan gì? Thì liên quan gì? Tôi nhầm. Ok nè. Bắt rồi. Bắt rồi. Rồi sau đứng sau. Một hai. Một hai. Một hai. Một năm đam.
hình như là Catalyst và có MF và Lethal ấy. Hình như Catalyst và MF là Lethal ấy. Hình như thế nhá. Hình như thế nhá. 6 và 3 đam. 3 đam. Ừ, Lethal. Với 3 kill up. 3 kill up. Ừ, vừa đủ Lethal. À đây, ông có thể thử cơ chế ở đây, ông có thể lấy con chim ấy. Ông xài con chim ấy, ông xong rồi ông xài cái catalyst ấy, ông gọi con chim đi. Ông gọi con chim xong ông xài cái catalyst ấy thì ông sẽ hiểu cái tôi nói. Đó thủ AFK để tranh thủ thử nghiệm tí. Cái ông nói là scout đúng không? Yes, cái tôi nói là scout. Cái đó tôi cũng có xài cái combo. Nếu mà ông biết rồi thì ông hoàng kim bằng con cái sao luôn nha. Đó. Ok. Mình gõ được trận danh dự rồi. Rồi thôi, nãy giờ tôi chỉ nhiều ra trận này ông tự đánh đi nha. Ok. Ông tự đánh đi rồi, có gì sai gì thì sau trận tôi sẽ sửa sau. Không, có cho newbie mà anh em. Tôi không thể nào code như mấy ông bình thường được. Newbie biết mẹ đâu. Có cho newbie thì mình phải làm, mình phải giúp cho họ hiểu game trước đã. Không rồi mình mới tính tới việc đấy. Chứ họ chưa mượn tựa được game hoạt động như thế nào hả? À đấy, 8 này. À, cái ra gì gây này ấy, ông có thể deny nguyên một cái chain spell dài của đối phương đó nha. Hiểu không? Rồi, đánh đi. Đây, tôi sẽ chỉ ông cách để thắng trận này á. Cái attack token của ông là tên lẻ đúng không? Đúng chưa? Ừ, thì vào cái tên 5 ấy, ông phải làm sao mà ông đủ mana để ông gọi con chim này. Thì ông gọi con chim này ra, ông công bằng scout cho chết con chim này, xong ông xuống cái con 5 mana thì con đấy sẽ có hút máu là ông sẽ thắng trận này. Ok chưa? Nhưng mà tên 5 tôi phải có 7 mana mới đủ mà. 7 mana, 2 mana spell nữa, bank 2 mana spell dễ mà. Hiểu không? Rồi đấy, thôi đánh đi. Nhìn thân cũng quay nhà rồi, không. Bay thế nào được đồ. Chả hiểu bay kiểu gì. Tên này mà ăn 3 đam xong rồi lấy siêu thì hip hop không? À ok. Tên này bán rồi, là tôi bán lần này. Ông này biết đánh phết. Ông này hồi trước chơi Hearthstone răng. Ông bảo là ông răng 3 Hearthstone và ông lên Legend Hearthstone liên tục ấy. Thì tôi nghĩ là ông này biết, ông này không tệ đâu. Từ tôi check deck thường này nè. Tôi Super Scout phát.
Ơ từ từ đây là con trai à, tôi tưởng đây là con gái luôn á. Xíu tiếp được nè. Yeah bro, đúng rồi bro, bro, do it bro. Do it. Yeah. Tôi đóng bít rồi anh em nhé, tôi nói cho lỏng như vậy. Rồi, đây này này, để xem ông này đánh như thế nào đấy. Kế hoạch cấp đấy, ok, chọn rồi, hai đi nay trận này thắng rồi. Rồi giết con 31 ở đây này, trong thời gian tôi sẽ giết con 31 ở đây. Thật ra thích thì giết anh đi cũng được, mà tôi thích giết con 31 hơn. Có hai điện này thì con anh đi được kệ em. Giết giết con 31 phải không? Con 31 quan trọng hơn. Yes. Anh để lên sau giết á. Thế thì giết free một lượt sao? Là sao ông thế thì ông giết con Annie đi rồi tại sao ông scale con 31? Thì ông sẽ chấp nhận drop con Guardian sau một tí. Con Annie ấy, con 01 ấy. Ừ, tôi nghĩ nó không có rớt được đâu. Đấy, thì ông chấp nhận xuống hồi máu trẻ một tí thì nó sẽ rủi ro hơn, nhưng mà thật ra nếu ông muốn ấy, ông dùng nó không mana, ông giết con 11 xong rồi ông xuống con Guardian cũng được. Lâu lâu vô nhắc đẻo phát anh. Nếu là tôi xuống Radiant ở đây. Radiant ở đây kiểu free máu ấy. Kiểu mọi người mà xuống con Radiant ở đây, mọi người chắc chắn hút được một lượt, sẽ không bị sợ phải vợ. Ông này biết không, câu 1-1 này, từ ông 1-1 bị chết lỗ này. Ông này biết chơi game, ông này biết tí kiểu có chơi Hearthstone nên là biết được cách để đánh, biết được cách hoạt động của cái game nói chung. Thưởng được con 1, thưởng được con 4-5 này, tới sau ra ông Gai San nó chùm.
Để đó đi, ông không cần giết đâu, không cần giết đâu, không cần giết đâu. Để có quân đẹp rồi, tại vì ông có con 4 năm này là ông thắng trận này rồi. Ông không cần gọi ra con Kai'Sa liền bây giờ ấy, ông có thể phá mana để ông gọi Kai'Sa lên sau được. Kéo âm một khó chịu hơn, sao lại kéo một một. Tại cái phép này nó slow, tôi sợ gọi ra nó lại hơi trễ. Không sao, bọn này đánh cơ Acro mà. Bọn này đánh Acro tempo mình kiểu gì mình cũng thua mà, thì ăn thôi nữa. Đấy, rồi ông bát đi, ông cứ bát ở đây đi đã. Hoặc ông thích thì ông đập mana gem để ông gọi cái sao cũng được, nhưng mà thôi nếu là tôi bát ở đây trước. Đối thủ phải vợ ở đây thì ông có thể đi đây. Giết 1-1 rồi. Có thể quá mà. Đặt cái máu thì công luôn rồi. Địa chỉ à, anh quên mất. Đấy, ok rồi đấy, bắt đầu ổn ổn hơn rồi đấy. Bắt đầu kiểu sau ngày hôm nay ấy, ông lên mấy cái web meta ấy. Ông ngồi ông xem thử, chịu ông ngó thử xem là mấy cái deck này nó hoạt động như thế nào ấy. Mày nào tụng lên xem nhiều lắm, xem deck nào tỷ lệ thắng nhiều. Thật ra ông không cần xem, đến là kiểu ông cần nhìn mặt deck ấy. Xong rồi nếu ông rảnh thì ông xem YouTube, ông xem là mấy cái deck nó chơi như thế nào ấy. Ông hiểu không? Ông hiểu ý tôi đúng đó. Không? Tôi xem chút. Đúng rồi, kiểu xem cái cách mà cái deck hoạt động là chính thôi, chứ mình cũng không nhất thiết là phải xem win rate này nọ, tại vì mấy cái đấy không cần để ý đâu. Kiểu ông chỉ cần để ý là kiểu cái deck này nó chơi như này thì cái lúc ông đánh ấy, ông sẽ biết được là đối thủ ông nó sẽ đánh như này thì ông biết cách để ông counter đó. Đấy, nó kiểu vậy. Và ông đánh thêm vài game cái xa đi. Thấy ok rồi thì mình dừng. Chỉ à, từ tí anh gửi. Đấy hồi nãy tôi có bị misplay gì không? Lúc mà kêu ra con rồng 03 là sai đúng không? Ra con rồng 03. Không, ra con đấy được, ra con đấy bình thường. Ra con đấy để đéo thôi, tại vì về cơ bản thì ông chỉ cần giữ máu thôi mà, ông đâu có cần phải làm gì đâu. Ông giữ máu là thắng mà. À, cái kèo này bọn nó có clear khá là nhiều ấy, thì ông nên giữ tay này, giữ hết đi, tay này giữ hết được. Ok, kèo này bọn nó clear quân khá là rác ấy, nên là nếu mà ông có được đồng hồ hay là có được deny thứ thì dùng để, tức là ông xuống con Kai'Sa khéo khéo một tí để nó đừng có dí con Kai'Sa ông dễ quá. Đó, kèo này đánh thế thôi. Check keyword của con Voidling đi đã, xem đó được không. Ông đếm keyword thử của ông coi bây giờ ông đã đủ để level up chưa. Này á, Challenger là 1 này, 4 này, 1 này, 1 này, 3, 4, chưa đủ đúng không? Vậy thì ông không nên lấy cái Challenger này. Để khi mà ông top deck được mấy con Challenger khác thì sẽ ngon hơn. Ông có thể bắt để ông ấy. Tại vì Barrier ông đã có từ con Scout rồi. Đúng nhờ. Bắt à. Tức là phải nhìn xem con này. Đúng rồi, ông sẽ phải đếm. Không, không những thứ nó phải khác mà là ông phải đếm xem ấy.
Là keyword đấy nó ok không? À, đấy rồi bây giờ ông lại ngó tiếp là Fury đúng không? Fury drop đường này, tốt drop đường này, cả hai cái này đều đường nhá. Rồi ông drop đi. Ông xuống cái con hai trước ấy. Tại vì con hai khi mà ông xuống một quân nữa thì nó sẽ có trên giờ, nên là ông sẽ muốn xuống con hai trước ấy. Tầm này con này cũng có 3 giờ, giờ hơi phí. Đúng rồi. Bây giờ cao. Thì ông xuống con hai tới sau thì con hai này sẽ được ấy nữa. Đấy bây giờ ông xuống con 3 thì con hai này sẽ cho anh giờ xong rồi vừa đủ keyword luôn nhé. Đoạn này ông sẽ đủ keyword hết cho hai con này luôn thì mấy con này sẽ lên 33. Ở đó vẫn thiếu à, vẫn thiếu một à. Đủ rồi, đủ 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 rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Chân dơ nữa, À, đúng rồi, đúng chân dơ nữa, chân dơ nữa. Đấy nãy nó ông xuống không kia chân dơ thì ông sẽ bị thiếu đúng không? Dạ, đúng rồi. Quá Đúng thì sao, phải đúng. Đấy cốt nhàn mà anh em, cốt mà bắt đầu kiểu bắt đầu muốn tên đồ không ra gì mình chắc đợi Chi bà. Đấy, số cá xa lên rồi. Rắn sắc không cả không cả. Ừ, sao con này cũng được, con này thì được thêm một kill up nữa. Nhưng mà con này lo lo hơi bớt một tí. À, player round đóng băng, ok chưa ạ? À, đây tôi chỉ cho nhé, ông hạn chế xài cái second skin vào cái con 03 này nhé. Kiểu Tại không biết đúng rồi, đúng rồi. Cái đấy tức là con gai sa ông mà mất máu hồi con gai sa ông nó phế luôn, nhưng mà như này cũng được. Tức là như này thì cũng không sao, bởi vì con chim này sẽ được tặng hai keyword là thì nó sẽ thêm đam ấy. Nhưng mà nếu mà trong ấy thì nên để một tí. Còn thực ra quả này cũng được, tại vì bên kia có băng ấy thì ông sẽ không sợ bị đóng băng. Đấy. Này là lên 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 đồng là đẹp, này lên đồng là đẹp. Áp đảo ra đồng á, đảo ra đồng là nhiều phân bài mà thì áp đồng chiêu cũng được. Ông có muốn đổi đá không? Ông muốn đổi đá thì tôi chỉ ông cái khác. ông 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 biết ở bên ấy có bọn phay hình tờ không? Đúng rồi, hồi đó được hay xài. Đây thì để thôi tí tôi view quả phay anh tài không đánh để tôi theo. Bên đây cũng có phay anh tài nhưng mà phay anh tài ở đây nó hơi lõm một tí, không mạnh gì ở đây.
Giờ tới tâm biểu tâm biểu tốt nhé. Không? Mấy ông trên mạng xã hội NA toàn người quen tôi. Mấy ông này tôi đánh giả tôi gặp được hết. Ừ. Tôi cũng hay coi stream mấy ông này nè. Rainbow Rosie hồi đợt tôi gặp ở cái giải Invitation Star Guardian. Giải đây tôi tập 4. Tôi đang copy cái deck cây sai của Rainbow Rosie này. Đó, cái deck hồi nãy tôi gửi ông là của Rainbow Rosie ấy. Đâu có deck hồi nãy, cái deck của Rainbow Rosie là không có cái con lứt. Thế á, từ từ á, tôi nhớ là tôi gửi ông đúng mà, what fuck. Tôi vừa copy hôm qua mà, cái deck của Rainbow Rosie. Có. Cứ cậy, cái thế nhỉ. Nè, cái deck trước hay xa nè. Không, tôi copy ở trên Law Master thì nó thể update nhanh hơn. Ủa, ông copy ở đâu? Tôi copy ở trên trang web kia thì nó sẽ update nhanh hơn nhiều. Đấy, ông có Timo chưa nhỉ? Ông. Chưa. Chưa có. Chỉ có một con. À thôi, thế thôi, không mua phí lắm. Tức là, để tôi tí. Có anh đi không? Anh hình như tôi có một con. Một con thì xem như không có đi. Từ để tôi tự đây tôi gửi bên này nhé, tôi gửi bên này đấy. Ok, ông mở cái đấy, ông mở cái đấy lên đây, tôi chỉ nha. Ông mua đi mấy cạc này toàn hàng rẻ không à, toàn mấy cạc xanh không à, rẻ. Ủa, cái này không có trang biển không? Không. Thật ra nếu có Timo thì ông có thể chơi Timo, nhưng mà tại deck ông không có Timo nên là thôi. Mua cũng được, tôi mua cũng được. À thôi phí á, ông chơi deck này, tức là deck này khá là yếu, nhưng mà ông đánh răng nó sẽ rất là nhanh. Ông mua được không? Thì nó nhanh nên là... Đấy, nhưng mà có tôi hả? Ừ, đúng rồi, phay hình tờ mà đó. Khoai hình như là tôi bị thiếu vài con. À không, ông cứ mua đi, ông cứ mua đi. Tôi một hồi tôi coi thiếu cái gì tùy. Ông tôi, ừ. Tôi đang coi cái thiếu cái gì. À không, đủ rồi. Tới Hoa Mỹ mà, đấy này đánh Hoa Mỹ mà. Đấy này đánh kỹ năng lắm. Quá Mỹ luôn. Thường mà tôi cày đánh thấp thì tôi sẽ đánh cái này. Trên tầm khoảng bạch kim, ồ bạc vàng thì nó bắt đầu đánh rất bình thường. Bởi vì nó chảm đắt, nó bắt đầu nó chuẩn hơn rồi ấy. Thì đánh mấy đắt kiểu này nó khó thắng hơn. Nhưng mà đắt này nếu mà đánh thì tôi nghĩ là lên cao thủ được. Nó hơi tốn thời gian tí, nhưng mà đến ngày đó thì lên có thủ thoải mái. Rồi vô rồi. Đến này á, Mulligan giả đó. Bây giờ ông cứ Mulligan quân cho tôi.
ông cứ mulligan một drop hai drop, ông giữ một drop hai drop đấy, xong rồi ông đấm nó, rồi mấy cái spell thì ông dùng để ông ném vào nhà đấy, thế thôi. Nó ở cái con Pharaoh đánh này thì nó hơi ma giáo một tí nhưng mà nó hiệu quả. Mà ví dụ không không có champion thì mình bỏ cạc nào vô được đâu, cạc vùng nào vô cũng được hết hả? Không, không có champion thì ông cũng chỉ được xài cạc ở hai vùng thôi chứ. À. Ôi, gặp cao tơ luôn mà. Lấy cái quen của meta nè. À, ông giữ con Bumrill Rocky thôi. Ông giữ con Bumrill Rocky với lại con Regard thôi. Con rồi ông bỏ con 1 với lại con 3 đi. Ở con 1, ừ con 1 với con 3. Đúng rồi. Con này không giữ không? Con này cũng một không giữ thôi. Nhưng mà nó có một máu thôi thì nó sẽ bị vai phít. Ừ, nó vai phít thì mình sẽ lỗ. À là bọn Elite với Gwen chắc chắn là có vai phít à? Đúng rồi, nó có raw die không thôi, nhưng mà 90% là nó có. Ui, từ từ nhá. À đâu, Elite vừa, ừ, thế mẹ rồi. Elite vừa Gwen là Agro. Tôi tưởng là Elite Annie thôi, không không sao không sao không sao không sao, kệ nó kệ nó. Ừ, đấm đi đấm đi đấm đi, con mình can block mà, con mình can block mà, đấm 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 bỏ bún đó. Ừ, ok quên mất. À con này tóc đấy, con này đánh block được Elite này, con hai, con cái con hai mà có lắp riết này nha. Đúng rồi. À. Kìa đến luôn. Nó để vậy là... Ừ. Đấy, chết luôn. Rồi, xuống 1-3 thôi. 3. Không không, khủng con 2, con 3 này. Con 3 này ông sẽ xuống, ông sẽ muốn xuống vào tên thủ hơn, tại vì ông có thể dùng mấy cái thùng vào block nữa. Đấy, đây đấy. Không hết nha. Hoàn, không hết đi, không hết đi. Ờ. Tên sau kiểu gì nó cũng sẽ xuống quân, không phải không? Tên sau 100% là nó sẽ xuống quân. Thì cái nhiệm nó xuống quân ấy, thì mình sẽ xuống con 3 này. Thì con 3 này mình sẽ block được hết cái dàn nhãn của nó. Đúng rồi. Dạ. Ui, what the fuck. Red Steel. À không sao, kệ 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 kệ, rồi xuống con 3 đi. Ừ. Rồi, ông block con 3 vào chỗ con 33 ấy. Rồi, ông block mấy con không vào ấy là được. Ừ, block vào đấy, với lại chỗ con không, chỗ con 21 kìa, con 21 thì đỡ đam hơn. 21 phi xong. Không, 21 kia kìa, có một con nhện 2 đam kìa. À, rồi. Đấy, ông đã, à, không, con đấy giữ, con đấy giữ để ông ngoài. Mystic Shot thì giữ luôn đúng không? Giữ luôn. Ừ, ok đấy. Bây giờ ông thiếu 2 đam nữa là lý thù. Có số 1. Bán đi ông, bán đi ông, bán đi. Ông bán đi nữa. Rồi tên này ông xuống con 2 rồi đấy. À không, cái hộp thay đổi rồi, không xuống con 2 nữa. Đấm đi ông, đấm con 1-3 rồi. Đấm hết đi, đấm hết đi. Ừ. Rồi. Không xuống con này vậy. Tại vì ông xuống trẻ ở đây thì tên sau ông mà xuống con này ấy thì ông sẽ không đủ mana để tên sau ông trẻ và chèn thêm một spell nữa. Nên sẽ ông sẽ để xuống ở đây. Ok đấy, ok thôi.
Rồi. Bây giờ sẽ tùy thuộc vào nó xuống cái gì. Nếu mà nó xuống người quen thì mình sẽ chấp nhận xuống con 2. Mình sẽ chấp nhận thọt một tẹo. Rồi nếu mà nó không xuống người quen thì mình trẻ rồi tên xong mình trẻ tiếp. Rồi trẻ đi bạn. Giúp chọn nó đó, chọn 10 điểm. Trẻ đó. Xin mày. Ok, à, khoai từ từ, hình như là vẫn thiếu đam. Không không, tôi đang tính thêm tôi sau bao nhiêu. Thiếu đam thật. Rồi, thôi ông xuống con 2 đi. Bây giờ phải xuống con 2 nè. Trái nhà, mất sữa ly thô rồi. Ừ, xuống con 2 ở đây đi. Ok. Tới sau mình sẽ phải đánh thủ đấy. Mít tích à. 3, 6, 9. Nó sắp đủ đam rồi. Đủ đam mà sao? Tại nó cũng có trẻ, nó cũng là ớt rồi. Nhưng mình thì nó cũng có trẻ. Hơi đau đầu. Ông biết tích luôn, ông biết tích với con 32 luôn. Ông biết tích với con 32 luôn. Không, con 32, con 32, con 32, con 32. Ừ đúng rồi, con biết sẽ. Yes. Đúng, chọn rồi. Không, cái thôi. Bắn để hủy cái skill đó thôi. Mình đang có ly thồ trong tay rồi mà. Thì đánh từ từ thôi. Thật ra là hết ly thồ rồi nhưng mà. Rồi, thì bắn. Xì bà. Bắt rồi. Đế vào con 2 á. Đế vào con 2 á. Thật ra tôi nghĩ là ông nên giết con 42 đó luôn. Ừ giết. Ừ nó lấy sót đi cho chắc. Giết đi cho chắc. Rồi. Là giờ mình phải không chờ top deck sao? Đúng hả? Ôi kiểu gì cả top deck đẹp mà lòi. Ok. Cái deck này hồi đấy rác không? Đó là hồi đấy siêu mạnh luôn. Đó này hồi đấy kiểu lỗi hơi vợ ôi chu che ok hả, hình như là nó có chặt rồi, nó có chém rồi. À top deck được chắc ác hiệu win. Thôi trẻ rồi, trẻ đi, trẻ đi. Thằng này tên này ra được nhiều hút máu á, nó ra được 2 hút máu nữa. Nó cũng có, nó có cũng có chém. Không, trận này mình mulligan lỗi, mình nhìn nhầm. Cứ chứ trận này mà mình nhìn kỹ hơn một tí thì ấy hơn. Cần edit gì không? Hả? Cần edit gì không? Không, như này ok mà. Đấy này nó thế mà. Nó đâu có gì đâu.
Chứ anh đi diễn đó, anh đi diễn năm nay không đủ bài. Rồi giữ lá mò con mò ơi, giữ quân ơi, không giữ lá bạc. Nếu mà mình accept cần mình có giữ con một này không? Hả? Liên quan gì đâu, không giữ không? À cái cần thì càng phải giữ. Tại nó không block được á. Không cãi đó, ông cần ông nhiệm vụ của ông là đấm vào mặt nó chứ không phải là block. Hiểu không? Nói chung là có giữ quân. Đúng, không mình không chết, mình chỉ đấm thôi. Chỉ có nhà quê mới chết rồi, mình không chết, mình đấm. Cái đéo rồi. Rồi, đấm nó đi không? Tới sau ông xuống con 32 nữa, không phải ông tên 3 ông đừng có đấm nhé, ông dàn theo quân đó. Tên ba không đấm á. Tên ba rớt thêm quân rồi mới đấm thì đúng hơn là không đấm. À. Rồi ok. Ăn hướng con đã đi. Ừ. Yes. Không, nay lũ xíu mà ông đóng này nè. Rồi, số con màu với con 2 nè. Rồi, số con 2. Ôi, không tính tiền, hắn à, vô địch rồi. Thật. Đấy, đó, 12 đao phải không? Ông to lắm. Đó, bây giờ nó hủ mà không lóc vào nữa. À không lóc luôn mà anh bạn này cứng á. Ok. Rồi, ông xuống con ba mana đi, ông xuống con ba mana. Ờ. À, ngon hả? Rồi, đếm hai con không vào luôn. Ok. À không. Được. Cãi, bá đi, tên sau đấm rồi hả? Ông đếm mấy con không, ông đếm hẳn mấy con ba đam mà ông được. Cái này lần nào cũng thắng rồi không? Không. Này, nó là như thế này nhá. Ông đấm lên thì đối thủ block ông đúng không? Đúng chưa? Thì đoạn này mấy con này nó bình thường mấy con này không có keyword để bên mà thì ông cứ block thôi để tên sau ông có space ông đấm. Ông mừng tưởng được không? Không, tôi chưa hiểu lắm đi là tức là mình block mấy con ba lẻ hả? Đúng rồi, block hai con ba vào luôn, block hai con ba vào đi, tôi giải thích cho. Rồi, tức là như này nhá, ở tấn công của ông đấm thì đối thủ sẽ phải block đúng không? Đúng. Thì hay vì như vậy, tại vì đánh này ông sẽ không có value chết, ông không chết lại được. Thì bây giờ ông cứ chết, thì bây giờ ông cứ block ở đây đi, thì một hồi ông đấm mấy con khác thì đối thủ không có đồ để block đúng không? À, tức là giết mấy con này luôn. Ừ, thì mình có cơ hội thì mình cứ giết thôi, mình chết được thì cứ chết. Trừ mấy con mà nó có mấy cái hiệu ứng kiểu đấm lên được một đam hay này nọ thì ông đừng chết mấy con đấy, còn mấy con này thì cứ chết bình thường, có gì đâu. Rồi, đó, bây giờ ông xuống con 1 này. Ờ. Tên sau get act luôn á, tên sau get act luôn. Bọn này không có burst heal, bọn này heal toàn slow thôi. Thắng luôn rồi. Nó thắng luôn rồi. Ông xài cái đách vào đi. Ông xài cái đách. Ông vứt cái Noxian Favor. Không, ông cái đách.
ông gắt ếch đi cạc cái nóc xe phê bờ. Cái lá GE ông phải đi cạc một lá thì ông mới xài được không? Đúng rồi. Ờ, đó. À, không, 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 không phải thế. Dùng cái lá GE vào nhà nó. Ừ, đi kẹt cái đấy. Yes, 10 điểm. Rồi, chuẩn rồi, thắng rồi. Mà đi qua xúc giật. Không, đấy là bình thường. Thật ra thì Agro hôm nay nó sẽ có mấy quả si ông nè. Ông mà đủ bài, nếu mà ông thích chơi Agro ấy thì ông nên tập quả si ông hay là quả Anihin ấy. Nó mạnh hơn nhiều, quả deck này, cái deck này kiểu deck rẻ tiền ấy. Anihin không? Đúng rồi. Tôi build được mà. Đủ build á. Thôi, đeck khó đánh lắm. Đấy bao giờ ông lên mức răng ổn ổn một tí mà ông muốn chơi Agro thì tôi kể ông đánh. Còn giờ thì thôi. Ấy cũng khó đánh. Agro mà cũng khó đánh à? Nó là Agro nhưng mà nó Agro dựa trên nội tại ấy. Nên là ông phải tính toán nhiều. Ông muốn tiếp không? Ờ, ông cần nghỉ thì nghỉ cũng được. Nghỉ rồi mình lấy sau. À, ông đã đến giờ nghỉ rồi, nếu mà ông nghỉ thì nghỉ thôi. Cũng tiếng rưỡi rồi. Tôi sao không được. Thế ván nữa đi, ván nữa đi. Đâu, tùy ông. Ván nữa đi. Ông là thầy giáo mà. Ván nữa đi. Nữa đúng không? Ván nữa đi. Hồi chiều tôi cũng đến build cái Annie the Hill đó chứ. Đang xem cái gai của nó. Không, ông này không phải newbie. Ông này đã có kinh nghiệm chơi kẹt game rồi. Nên là tôi mới dùng từ như vậy. Để ông quen. Mới ra luôn hả? Ba mới từ 2020 chắc lúc em... Tôi chơi trò này được khoảng 2 năm mấy. 2 năm mấy, 3 năm. 3 năm chứ đó, từ từ. Tôi chả biết nữa. Không, mới ra thì tôi không chơi. Vừa ra được một thời gian thì tôi bắt đầu chơi. Đợt đấy người yêu tôi tải cho tôi mới chơi. Không, tôi chả chơi trò này. Tức quá rồi, người yêu. Không. Người được chơi luôn. Không. Tải thôi chứ không chơi. Lạ lắm. À. Nó hài lòng lạ. Nhưng mà tôi stream trò này thì khoảng hơn 2 năm, còn chơi trò này thì tầm tầm gần 3 năm. Trò này nó hay mà ít người chơi quá. Cái game nó thế mà. Cái game nó kén gì chơi á. Thấy Hearthstone nhiều người mà. Không, Hearthstone thực ra không nhiều người chơi. Hearthstone Battleground có nhiều người chơi cả. Hearthstone tôi thấy ít. Hồi trước tôi cũng có qua Hearthstone để chơi, nhưng mà Hearthstone tôi chơi một thời gian thì tôi thấy hơi dễ nên tôi nghĩ. Không, thực ra thì cũng không phải là nó hơi dễ mà là nó hơi hút máu một tí, tôi cũng làm biến chơi. Yeah, Hearthstone hút máu kinh khủng. Để xem nào. Ôi, tôi chơi trò này từ 26 tháng 3 2020. À đâu, trước đấy nữa. À đâu, ngày đầu tiên là 18 tháng 3 2020, gần 3 năm. 2 năm rưỡi. Trò chơi chuyên nghiệp thì tôi chơi được khoảng 2 năm. Đó, trái hay trái hụ đắt gì? Rồi, bọn này thì thường thường lại không có ai fit. Nên là tôi sẽ muốn xuống con nhện ở đây để tôi chắc chắn được hai đam. Thì con nhện này có phi xâm á. Dạ. Nếu mà có thằng này với con nhện luôn xuống con nhện trước hả? Không. Tùy ông. Vita đã nắc rồi á. Sau này, không, thật ra mấy cái này sau này đi. Cái này... cái này để sau sau này tôi sẽ chỉ à. Cái này bây giờ nói thì nó hơi khó hiểu. Nhưng mà nôm na là nó sẽ tùy thuộc vào việc đối thủ của ông là gì ấy. Một hồi tôi sẽ gửi cho ông mấy cái gai để ông tìm hiểu thêm. Tại vì có một cái mà ông gọi là lợi thế hơn những người khác là ông xuống ông 1-3, ông xuống ông 1-3. Ông 1-3. Yes. Tại vì con 1-3 ông sẽ block được con nhện nhỏ. Có một cái mà ông lợi thế hơn người khác ấy là ông biết tiếng Anh. Nên là mấy cái gai, thực ra gai của bọn nước ngoài thì nhiều lắm.
nó đấy kiếm dễ. Còn gai với ông Việt Nam thì hơi khèo một tí. Ờ có đừng đọc block được đâu, block con 13 và con 11. Ờ. Quên mất visa. Ra kể cả không có visa thì cũng không block, block thế lỗ. Mình không muốn bị lỗ. Mình không block chơi máu không? Không cần. Mình đấm không? Mình lo nhà của đối thủ, mình không lo đối thủ. Ui. Đấy rồi đấy. À thôi kệ vậy. Không sao. Nó chưa lên cấp mà đúng không? Dạ, nó chưa lên cấp. Ok. Ông đấm luôn đây đi. Đấm luôn đây. À không, ông xuống con 1 đi, ông xuống con 1 đi. Con 32 á. Rồi, em cảm ơn anh Thành nhá. Mấy con này khi nào xuống không? À, khi nào cần thì xuống, giờ chưa cần. Xuống con 1-1 á. Ủa, nằm, xuống con 2-1. Xuống 2-1. Rồi, rồi con hết rồi. Mà thằng kia đánh Brand Starburn à. Xúc vật chưa? Bọn này á, thì nó sẽ feed quân. Thì quân nó chết, nó sẽ deal down ở nhà. Hiểu. Quân nó chết thì nó sẽ điêu đao vào nhà. Thì nếu ấy mà ông không block quân của nó ấy, thì nó cứ điêu đao vào nhà. Còn ông block quân của nó thì... ông không block quân thì quân nó đấm. Còn ông block thì nó điêu đao vào nhà. Hơi khốn nạn một tí. Ông thua con 2 ở đây được. Bọn mày thường thường không có heal đâu. Nó lại ít heal. Rồi, ông đúng con 32 luôn. Rồi. Ừ. Không xúc vật chưa. Đấy, bây giờ ông cứ giết một quân của nó là ông mất 2 máu. Yeah. Thôi, con này phế. Đầm á. Nó cũng không nhiều quá. Rồi ông xuống con 2, ông chích con 32 đi. Giúp. Ờ. Ừ. Bắt luôn. Rồi, đấm hết. Ừ, đấm hết đi. Đấm hết, lẹ. Không đấm thanh này nó xuống con 5 là nó hồi lại đầy máu. Rồi. Vội lắm rồi. Nó ra con gì nó hồi máu không? Nó có một con 5 mana. Nó cũng tương tự cái kỹ năng ấy, nó cũng tương tự cái con 03 này. Khái cỡ chỗ. Thay vì nó điêu đâm ở nhà thì nó là hút máu. Nó hút một máu, thì nó hãy hồi máu nữa. Hiểu rồi. Dạ nó hơi xúc vào một tí. Đấy. À không, nếu mà ông block thì nó sẽ deal down vào nhà. Còn ông không block thì nó vẫn deal down vào nhà. Nó lạ lắm. Rồi bây giờ ông xuống con 23 này. À con 23 này nó có một cái synergy với lại con 22. Là ông thấy không, nếu mà con này nó survive down ấy, thì nó sẽ deal thêm một down. Thì ông chích con 2 này ông sẽ được 3 down. Thực ra con này hồi đấy survive deal tới 2 down cơ. Rồi bị nớp rồi, mạnh quá bị nớp. Ra luôn. Vội lắm rồi. Sai đi. Nhà có cổ, vội lắm rồi. Đấy, sau Dismet nó là tháng đó. Đấy là dễ chơi mà. Dễ chơi, dễ trúng. Dễ chơi. Đấy này thì đánh nhàn, đấy này đánh không phải nghĩ nhiều. Đẹp luôn. Đẹp con 22 đây. Ừ. 21 nhé. Hỡi 22 đi, con 21 này có phi sâm. Ờ. Rồi,
ông trẻ trước nhá. À cái Nocturne Fever này ông có thể deny được máu của nó ấy, được deny được heal của nó. Từ trẻ thắng luôn. Kiểu đối phương mà xài heal ấy, ông có thể dùng cái Fever này để ông deny heal của đối thủ. Không cho nó heal nhà. Ờ tôi hiểu rồi. Đấy thôi, hôm nay giá hết này đó. Đấy hôm nay có thế này thôi. Ông bây giờ nhá, ông cứ về ông khơi, ông cứ vọc qua đất cây xa. Ông thích thì ông chơi qua đất này cũng được, tôi nghĩ đất nào cũng được. Lên tầm khoảng vàng đi rồi mình sẽ bắt đầu mình đến đến những cái khác. Coi như hôm nay tôi chỉ sơ cho ông hai cái đất để ông leo lên vàng đã. Rồi từ khoảng vàng bạch kim thì mình sẽ đi vào những cái nó chuyên sâu hơn ha. Đúng rồi, giờ tôi leo để xem. Giờ ừ, ông cứ leo xong rồi ông bao giờ đến cái đoạn nào mà ông cảm thấy ông bị chững, ông không thể lên được nữa thì ông nên báo cho tôi. Ok không? Ok ha. Chắc sẽ còn gặp lại. Ok. Rồi thôi, chúc ông may mắn, tôi ốp đây. Chúc ông nhiều nha. Ok. Ok anh em ạ, thôi chắc tôi ốp đây. Thì hôm nay thì nếu mà anh em không biết thì ông này code có phí. Nhưng mà ngày đầu thì tôi không lấy tiền. Không phải là ngày đầu tôi không lấy tiền mà tôi thấy ông này cũng nhiệt tình. Với lại ông này là newbie ấy, thì nếu mà tôi sợ là những cái mà tôi code nó sẽ hơi nặng lý thuyết một tí thì người ta không thích. Nên là tôi sẽ làm một buổi demo cho người ta, thì người ta thấy ok thì người ta có thể thuê. Còn không thì thôi ấy. Còn kiểu mà bây giờ kiểu mình cố mình lấy tiền người ta không, người ta không được gì thì cũng cay. Đấy nên là ấy, thôi nên là đấy, năm nay thế. À ok, để anh gửi cho. Này cứ xin địa chỉ nhà thôi mà tại đấy. Ok, thôi bye mọi người nhé, tôi ốp đây, hẹn mọi người vào bữa nào đấy. Ngày mai nếu mà tôi, à quên nữa anh em ạ, tôi có một thông báo cho mọi người là anh em nào mà đánh xuyên nổi thì sắp tới sẽ có bản cập nhật anh em nhé. Sắp tới sẽ có bản cập nhật. Tôi được mời tham dự vào buổi round table của tôi được tham gia vào buổi round table của bọn ấy, kiểu hội nghị bàn tròn. Tôi được tham gia vào đấy của Riot. Nên là sẽ có bản cập nhật xong rồi mới đến xuyên nổi, nên là anh em nào định tham gia xuyên nổi thì em có thể đợi đây, tôi cho anh em xem. Đây, tôi được tham gia đây. Thôi chưa lâu ấy cứ hết. Mà hết là không? Các anh thì không được lấy thông tin nhiều mà. Có thể thêm cái nào tôi được quyền nói thì tôi sẽ nói cho mọi người nghe. Để anh em có thể chuẩn bị. Có ba mọi người rất là ốp. Có thể ốp đi chơi cờ hay gì đấy, có ba mọi người.